Ở nhà nó bắt nó ký tên đóng hộ giùm. Đây mấy người quá. Ba. Đây người tiền, đây người tiền, đây người là. Dạ. Cái bà ở hộp cái đó. Có bỏ nha để dư. Rồi mấy người khác. Đây mấy người. Con coi nếu mà đủ cơm thì dư thì cũng phát cho hai hộp, còn mà nếu mà đủ thì cũng phát ngừng hộp thì cho đủ ăn thôi. Rồi còn tại lúc nào cũng thiếu, không có lúc nào dư á, con chia cho cái điều chứ không là rồi sắp hơn đầy nước hộp này. Dạ tại ba á. Đây đủ rồi hả? Còn ai nữa? Còn rồi đủ chưa? Còn ai nữa? Đây đủ chưa? Rồi phòng này còn ai không? Ai lấy thêm không? Đã đủ rồi. Phải lấy thêm mà còn dư mấy hộp. Đây còn ai nữa không? Đủ. Đủ. Đây thêm đủ thêm hộp nữa không? Tao không hả? Chiều phát nữa. Tại bên đây khăn càng khám á, lộ trọt á. Bên đây có hai người rồi, chứ giờ nó đông lắm á. Có nhiều người vậy đó. Bỏ ra bỏ ra bỏ dưới đó rồi. Bữa nào cũng thiếu. Đông lắm. 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 Đông
đồng hơn chứ, mà lúc nào thay đổi lúc nào thiếu. Tại trên này lúc nào mình cũng lấy thêm hết, còn dưới đó